Xin chào tất cả các bác, hôm nay cửa hàng bên em chuyên sửa đạp, bên em có một đơn đi Bình Dương, đơn là đơn đua Kolatec 30.800.000. Hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác. Đua Kolatec 30.800.000. Đua Kolatec Carbon 30.800.000. Hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác. Ha ha ha.